Em xin cơ hội vậy anh chị nha. Hôm nay trời mưa tầm tã, sáng nay cũng tạnh tạnh đây. Rồi bây giờ em quay giấy số bán ngày hôm nay nha anh chị. Hôm nay ngày thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023. Rồi rồi số hôm nay không có nhiều nha anh chị, ít thôi. Số đát lát nè, số 81, 35, 44, 44 nha. Không tóm 17, 45, 72, 90, 24. Rồi số 2 con 24 ha. À, cái đài quăng non 24, quăng non mà 24 nha anh chị. Cái đây là 20 tờ mà em phân ra nha anh chị, 20 tờ em phân ra. Ở đây chiến tốn cũng vậy nè, chiến tốn cũng 20 tờ em phân ra nha anh chị. Em phân ra là nam sắp 1 tờ để ra nhiều nhiều số ý, cho ít số quá nha anh chị, có 70 tờ thôi. Để coi thử, đúng là 90 tờ, cái đây 40, cái này 50, cái đài chính đang lét cái 50 thôi anh chị. Thường là ta mua cái đài đang lét nhiều hơn, đài chính nhiều hơn. Còn đài quân non ta mua cái đài phụ, ở quân non là đài chính, nhưng mà ở quân ải đài phụ nha anh chị. Cái này ta ý có mua hơn nha anh chị. Rồi, hôm nay em có nhiều số thôi. Đó, qua em 1, 2, 3, 4, 5, mà bón một số đi rồi. Đó. Đó, hôm nay số còn bao nhiêu thôi. Đó, hôm nay trời mưa nên em không có đem cái giấy này ra nha anh chị. À, ngân hàng Adibank. À, tài khoản 451220-527-32226 Vi Ngọc Tài. À, 0968-634-712 nha anh chị. Rồi. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua giấy số, à, điện thoại, các bạn Zalo với em chụp hình gửi cho anh chị nha. Anh chị bán tài khoản cho em. Trời mưa mù nha anh chị. Đó, người ta tranh thủ ta đi lùm tạnh tạnh mưa tới đây. Đó, mưa ướt mẹp này nha anh chị ơi. Đó, cho nên là không có ai mua vé số ế nha anh chị. Đó, người ta tranh thủ đi tạnh tạnh, người ta không có mong mưa nha anh chị. Một số mưa lớn lắm. Đó, công nhận trời đoan nắng có một trận mưa cũng ngon, trồng cỏ trồng keo cũng sướng nha anh chị. Ở video đến này em xin tạm dừng nha anh chị. Đó, tối nay em bấm vô số này đang lát. Đó, anh chị nào muốn mua hãy Zalo cái bọn cho em nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị.